Không kể đi làm thuê làm mướn sao đâu, kể em nghe coi vậy. Làm được gần nửa tháng. Làm gì, làm thuê gì? Rửa chén, dọn dẹp phòng cho người ta. Chị kể lại giùm em là chị làm là chị nuôi ai với ai? Chị nuôi trong gia đình. Ở gia đình chị mấy người? 4-5 người. À, 4-5 người. Có một người em là bị bệnh đó. Bị bệnh là nằm chỗ đại tràng hay gì đó phải không? Ừ. Dạ. Chuyện ống tiểu ra ngoài á. Là ừ. Người em đó nằm chờ. Ừ. Em có thăm rồi. Ừ. Mà vì quê chú Quang rồi, cái nhà đó thuộc gì vì quê chú Quang á. Ừ. Thì mình có quyền mình quay dính á thì con của dì quê chú Quang không có bắt lỗi được. Còn giờ quay ông sao quay dính nhà tôi đồ này nọ nó thì không có được. Ừ. Ha. Thì có gì á thì em vô em thăm sau, bữa nay em tới á thì nghe về quê kể tội nghiệp chị thầy đi làm nuôi mới đi làm thêm khổ rồi mới thiếu gạo ăn phải không? Ừ. Rồi em gửi cho chị cái bao gạo phía trước. Rồi hôm nay Thuận xin được phép là chia sẻ là bao gạo của chị Lan Phạm ở Mỹ. Nhiều lần ủng hộ giúp rất là nhiều bà con, hôm nay còn lại số bao gạo cuối cùng luôn. Thuận xin được phép san sẻ cho chị thầy là người ở cặp nhà với dì quê luôn. Nhưng mà Thuận có vô rồi, hai cái nhà khít vách luôn, cho nên đó là nhà của chị thầy là nhà lá. Thuận có vô một lần rồi cũng siêu quẹo hết trơn rồi, cũng dọn nát hết trơn rồi. Mà chị là lao động chính, nuôi các em, có một em còn đi học nữa phải không? Cái đó con của chị, nhỏ con gái. Cái người mà đồng tính á, phải không? Gái. Là phải đồng tính không? Không. Không phải hả? Như, tại vì mấy bà này chọc con nhỏ lâu, nè. Lâu quá rồi, không có nhớ. Gái rồi em giúp cho chị bao gạo ha. Rồi. Rồi cố gắng lên chị ha. Ừ. Còn phía bên dì quê chú Quang, bữa nay cũng nhận được tiền là của Mạnh Thường Quân là con độc luôn ha. Rồi Thận nhận được tiền của Mạnh Thường Quân là chị của chị Tho ở Châu Đốc ủng hộ là 1 triệu. Tiếp theo là anh Tài ở quận 9 ủng hộ là 500 ngàn. Rồi với lời dặn của chị anh là hỗ trợ cho dì chú cái kinh phí cũng như là tiền xăng để đi tới tòa chuyến này. Nhưng mà Thận cũng xin thông báo luôn là tòa mới vừa báo là chuyến đi lần này là tòa cập nhật thêm thông tin phải không? Lấy thêm thông tin của dì với chú để mà chính xác, để rồi sau này nữa rồi mới xét xử không biết chừng nào. Bây giờ là đang chờ cái giới hạn. Cái thứ hai nữa thì tòa cũng kêu là dự kiến dì chú là 20 triệu. Đây là một cái vấn đề Thận thấy rất là khó khăn. Tại vì chú bây giờ là còn đi bệnh viện để tái khám vân vân. Nói chung là Thận thấy rất là khó. Bây giờ con sẽ gửi cho vị chú tiền để mình có đổ xăng rồi này nọ đi chuyến này ha. 1.500.000. Y như lần cũ con đưa cho chú ha. Con đưa cho chú vị thông cảm nha. Để rồi thấy vậy chứ con giúp vị chú mà con đưa tiền cho vị là con gái bắt lỗi đó. Thế vậy có quyền lực lắm. 3 tờ là 1 triệu gửi chú ha. Dạ rồi. Chú cô gì à, ở đây là chị Tho với lại anh Tài. Chị Tho với anh Tài. Dạ. Chú có số tiền chú đi đứng đi tới đi lui á. Vì cũng rất cảm ơn cô Tho giúp ơn cho giúp cho vợ chồng gì rất cảm ơn nhiều, với em Tài không biết lớn hay nhỏ gì cảm ơn rất nhiều. Dạ. Giờ, hoàn cảnh hai vợ chồng quá khổ, cộng đồng mạng giúp đỡ là rất mừng, rất cảm ơn suốt đời luôn, không bao giờ mà quên ơn. Không có tiền cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân giúp là chú Quang chắc cũng không còn. Vì quê nó được cảm ơn, rất cảm ơn nhiều lắm. Đó. Với sẵn dịp cho vì quê cảm ơn em ở trên ngang ủy ban huyện đó. Hồi nãy có xuống cho tiền gì, vì rất cảm ơn tên gì thầy Xíu. Xíu, vì rất cảm ơn thầy. Yeah. Hồi nãy tính xuống nói chuyện với thằng Thận đó mà dì thấy ngáy á. Dạ. Thấy dì với chú tội nghiệp, bữa dì với chú đi về rồi xuống nhà kiếm á. Không có rồi nãy thấy dì với chú cho tiền. Dạ. Cho cũng mấy trăm mà cũng dì cũng rất cảm ơn hai vợ chồng nhiều lắm.
Bây giờ là con có cái này con nói gì chú nè, nãy là con kêu cộng tiền lại vậy chú, con thấy là đoán khoảng bây giờ là trong túi vậy chú còn khoảng là trên dưới 10 triệu. Bây giờ không đủ 20 triệu, bây giờ là vậy chú tính làm sao? Thì bây giờ chú nghĩ là tòa án nó đã báo như vậy thôi. Thì bây giờ để coi tới ngày nó mời quyết định cái ngày cuối cùng coi là như nó giải quyết như thế nào nữa. Dạ. Đó, rồi lấy ra tòa. Thí dụ nó là bây giờ kêu chú đóng là 15-20 triệu chú không có rồi thì chắc nó xếp hồ sơ lại. Nếu mà nó xử theo gì bây giờ nó kêu là mới có nói sơ khởi bước đầu cho chú để chuẩn bị thôi. Dạ. Đó, thì chú mới trình hoàn cảnh chú vậy vậy đó. Bây giờ tiền đâu? Chú bệnh nằm chỗ quê bán cốc ẩu với nuôi chú thôi. Tiền dạ. Đâu mà lấy bốc ra 20-30 triệu. Đó. Bây giờ là nãy tính ra là phỏng phỏng là còn nhiêu tiền đó, nhưng mà mai mốt là còn đi lấy thuốc đi tái đó, khám nữa nè. Về bữa nay chú xong xuôi rồi chú về chứ giờ phải đi Sài Gòn tiếp nữa nè. Dạ. Đi Sài Gòn nó không đi Sài Gòn. Vì chú một ngày chú phải chích 2 lần. Dạ. Phải lên nó phải lấy thuốc chích, thuốc uống này kia rồi khám tổng quát lại coi sao. Thấy dạ. Bây giờ nó hơi đỡ rồi. Dạ. À, mình lên là lấy thuốc rồi giờ nó khám lại rồi. Bây giờ chú trong mình chú còn bệnh gì? Dạ. Nó cho thuốc lại, nó đậu thuốc lại cho chú uống. Dạ. Thôi giờ mình cũng cố gắng hết mình vậy chú ha. Mình cũng ví dụ như như vậy thì mình cũng nói thiệt luôn, hoàn cảnh của mình nó rơi vào khó khăn. Bây giờ là Mạnh Thường Quân còn phải cho từng miếng cơm, miếng gạo, chỗ ăn, chỗ ngủ để tòa mà coi xem xét miễn giảm mình được cái phần nào hay phần đó chú ha. Đúng rồi. Chú thì chú cũng chờ đợi. Thí dụ đặt sau là thí dụ bây giờ tòa kêu bây giờ nó đã lấy hết trơn rồi, cuối cùng lấy hết xong xuôi hết trơn rồi lấy mấy cái này, bây giờ tòa kêu về đi chừng sau tòa mời lên thì mới giải quyết nữa mới xử. Thì nó ra bây giờ sau này nó nói không không là sau này chú mười mấy 20 triệu đó chú phải có sẵn con túi để tòa kêu đóng thì chú mới ấy, chú là giờ chú nghèo quá tiền đâu chú đóng mấy 20 triệu. Dạ, mình có nói thiệt với tòa nói biết luôn cái đi. Nó là dạ. Bây giờ không có thì xếp hồ sơ rồi chú hỏi ô xếp hồ sơ cho kỳ vậy, nó là thì để chừng đó mời rồi tính chừng nào có tiền chừng nào có tiền nó mời rồi nó xử lên tính. Dạ. Chưa giờ bốc ra đâu 20-30 triệu. Dạ. Nó nghe cũng còn mười mấy triệu thì có sao mình nói vậy. Dạ. Còn khoảng bữa đó gì còn cũng 14-15 triệu. Dạ. Tại chú không có đi khám bệnh kịp gì mua thuốc ngoài đó. Con đi chuyến này con nói ví dụ như là cước phí tầm chừng 2-3 triệu, 3-4 triệu gì đó thì cứ lấy tiền đó đóng luôn, không sao hết, để đóng để vậy chú có cái tiền đóng cũng được, nhưng mà 20 triệu tiền mình không đủ. Tại vì từng này là gì phải từng sau dắt chú đi khám bệnh nữa rồi cũng đâu có còn bao nhiêu đâu. Dạ. Mình có sao mình nói vậy, tại vì tiền này là tiền cộng đồng mạng cho, mình phải nói thật tình. Dạ. Chứ mình không có nói dốc nói gì, có sao nói vậy. Dạ. Cộng đồng mạng thương mình chứ mình nói dốc mà đâu có ai thương mình đâu. Rồi vậy chú đi về chuyến này đi bằng xe đò hay là xe không đà hả? Chị quê chạy chả chú. Chuyến này xe có hư không? Không. Hết hư hả? Mà có nặng quá, nó đè gì bữa hổm đè cái giỏ mấy đồ gối. Trời ơi, nó đè gì vô cái ghế đá ngoài trước, nó làm cái gắt. Cái gì xỉu luôn á, gì nằm trên cái ghế đá luôn. Rồi xong chú Quang lại đỡ gì đâu có cho, tại chú Quang yếu á. Đâu có dám cho chú Quang rồi chú xe. Quang có đè gì luôn không? Không, chú Quang ở trong nhà gì ở ngoài gì đi bán về mà. Bán cái gì cũng giái cho ba má gì phù hộ cho cái giò gì đừng có gì đi. Gì giái ba má gì á, ba má gì cũng thương gì nó. Ba má ơi phụ hộ cho cái giò con đừng có gì đâu, con về còn tò xử chứ nếu mà cái giò con mà bị này nọ con về đâu có được, con Quang đâu chạy xe được đâu. Cái bệnh của dì á là khán giả con là bình luận dì có đọc không? Có. Dì á nếu mà dì với chú á là dì có cơ may rủi ro cao hơn chú á. Dì á. Không, dì bệnh nặng lắm á, nặng hơn chú vậy. Dạ. Mà. Cái rủi ro là dì cao hơn chú. Chú vậy đó chứ còn đỡ được chứ dì là dì là sập là hết cứu chữa luôn đó. Nhưng bây giờ chú bệnh này nọ nếu mà dì đi trị bệnh thì nó đủ thứ hết trơn. Dạ. Ví dụ phải như nhà của mình á thì giỏi má thì nấu cơm qua ăn được, em dâu của Quỳnh đâu được, có hàng xóm coi chừng, còn ở nhà trọ đâu có ai đâu coi, dì phải bóp bụng chịu thôi chứ phải chi. Ở nhà của dì á thì chú Quang ở nhà có lối xóm người ta dòm chừng đâu được. Để con đeo gì mọi người nghe cho nó rõ rồi dì nói tiếp cái gì. Nếu mà dì biết bệnh dì nhiều mà dì phải chịu chứ, nếu mà bây giờ dì đi thì ai coi chừng ông chú.
phải chi nhà của dì ở đây thì có hai bên, có con em dâu với có dì Mười, con thì đồ kế bên là dòm nấu cơm rồi cho ăn được, chú đâu có nấu cơm đâu được đâu, chú đi còn không nổi nữa, rồi làm sao dì đi chữa bệnh được. Con dì... thấy dì với chú là đi khi mà đi về địa phương là bà con rất là thương, rất là chị thầy nè, sát bên nè đó, thận quay cho quý vị thấy nha. Nhiều lắm, còn người ta ra đồ nhiều lắm. Bà con lối xóm không nè quý vị, đó, đó cô mặc áo xanh nè, áo vàng nè. Đó, chị bên đây nè, chị đây thì ở khác nhà chị thầy. Mọi người thương yêu không, khi mà Thuận với mọi người tới mà thấy thì bà con cũng ra. Nói chung là bà con cũng nói rất là nhiều đó quý vị. Trường hợp của vị chú là phải nói là rất là tội nghiệp. Mọi người ai cũng thương hết. Quá khổ, không có cộng đồng mạng. Nếu mà vị chú về đây được, có rủi ro gì, có bà con lối xóm mình nhờ giả nấu cơm rồi này nọ ha. Nếu mà vì thí dụ vị đi trị bệnh thì chú có vị Mười, con thì có mấy người ở xóm người ta thương, người ta lo đem cơm qua cho ăn nữa, khỏi cần gửi gạo. Mà bây giờ vì như vậy làm sao bỏ chú được vậy? Chú biết sao không? Mà sớm là kêu con đi vô trong cái chỗ cái chòi có cái võng với cây dừa, vô đó quay, nhưng mà con quay là chắc chắn là con quơ, con sẽ dính vô cái nhà của con gái gì. Dính cái dính đâu có gì đâu mà sợ. Khó, nhà trước, nhà của gì mà. Rồi. Nhà là nhà của gì? Cái đầu lần nó có làm khó là nói con là tôi không có cho phép quay dính nhà tôi nữa, cái mắc công nữa, tới lúc đó rồi kêu xóa video nữa tùm lum nữa. Ý gì? Thà là tòa án xử ra ở cái đó là cái nhà đó thuộc gì với chú thì con mới tới con quay, là không có ai mà nói này nói nọ được. Còn cái chuyến đi hôm rồi á là con của dì không đổ thừa được, là con chính con của dì mời con xuống thì con xuống, thì lúc đó con quay dính cái gì thì gán chịu cái đó. Còn bây giờ người ta không mời nữa thì con không có được phép là quay dính nó, vậy là chắc ăn. Còn con đã dì với chú đã nói như vậy thì con, ví dụ như con đã biết là nhà của dì với chú, nhưng mà con cũng đành xuôi tay, tại vì chờ tòa án xem xét, nếu mà xử ra là đâu đó rõ ràng, ví dụ là của con dì là của con dì hay là của dì với chú, thì lúc đó con lại nói con quay, giờ là dì với chú là chứ có cái nhà không vậy, không giờ về ở sao đó con quay thực tế vậy ha. Cho nên là chị thì cũng vậy, cũng thông cảm cho em chị thì ha. Chị nhà chị em đi chống quơ chống quắc hết trơn rồi, em cũng có tới lần hỏi em tới luôn, nhưng mà em quay cái nhà chị vòng vòng cũng dính cái nhà của con gái của chú luôn đó. Cho nên là mọi người cũng thông cảm ha. Tạm thời em giúp chị thì cái bao gạo vậy thôi, rồi chừng nào có duyên nữa thì em sẽ tới địa phương mình rồi giúp đỡ được gì cho bà con thì em sẽ cố gắng chị ha. Lúc đó em chỉ cập nhà chị lại một lần nữa ha. Đó rồi, ý gì á là gì muốn Thuận vô quay cho cộng đồng mạng biết, nhiều khi cho biết là đó gì có về nhà mà nó đóng cửa đâu có vô nhà được. Có nhiều người trong cộng đồng mạng phê bình Thuận nói là gì với thằng Thuận dựng hiện trường, chứ sự thật là không có. Chị có đọc comment đó luôn hả? Có, nói là dựng, bà này dựng hiện trường hoài cho thằng Thuận nó quay. Như là trên xuống mấy đợt không có quay cái nhà mà nó vô, nó phá cửa nó cho bà. Nó sự thật là tại vì đi vô rồi chị ở trong nhà chỉ la ra la quá trời luôn, rồi lấy loa là kèo kéo bắt nhạc lên lớn lên nữa, thì làm sao mà ấy được, làm vậy thì nó mất lịch sự quá đi đó. Chứ không phải là cái gì gì muốn đó, Thuận thấy rõ ràng nhà của gì ai cũng biết, ở xứ này ai cũng biết, mà nhưng xuống cho người ta cộng đồng mạng thấy là đó, bây giờ mình về nhà nó thấy gì chú về nó đóng cửa, nó đóng cửa nó đi, ngày hôm qua gì về là nó đóng cửa nó bỏ nó đi rồi, nó phá cửa lại, chú gì ở trên kia, nhưng có người ta nói là vậy vậy đó. Rồi hồi sáng này nó cũng đóng cửa, nó đâu có cho vô nhà, nó phải nằm ở ngoài đường ngoài xá, để nhầm người nói là Thuận quay gì là dựng hiện trường. Trong cộng đồng mạng cũng có người nói như vậy đó, mình đâu có từ đường xa đổ đường về già rồi đâu có chạy bao nhiêu cây số, cả trăm cây số về cực khổ dò cẳng sưng hết trơn, mà có người ta đâu có hiểu gì đâu, đâu có hiểu Thuận đâu. Dạ. Nó thấy không, ý gì muốn là cho Thuận quay là chính xác như vậy đó. Quý khán giả thân mến, nếu mà quý khán giả nào mà không tin, không biết là cái nguồn comment nào của khán giả, cho nên là dì cũng đã thấy rồi đó, thì nếu mà
Nếu mà không tin thì quay lại Thận có đăng clip hôm trước cũng có đi tới nhà của dì luôn mà con gái dì không có cho vô, cho nên là Thận không có muốn lộn xộn, để cho tòa xử đồ đàng hoàng rồi Thận mới vô. Đó rồi, đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai thì nói chung là Thận không muốn lộn xộn, dì cũng mời Thận vô, nếu Thận vô đó Thận cầm cái máy quay vô đó là chắc chắn là sẽ có lộn xộn nữa. Cho nên là Thận muốn mọi việc đó êm xuôi, đâu vào đó. Chứ bây giờ Thận vô cũng được nữa, mọi người cũng mời Thận vô, bà con cũng mời rất là đông nè. Nói chung là bà con đứng về phía của dì với chú rất là nhiều. Cho nên là khán giả nhiều khi không biết ở đâu, nhưng mà cũng 9 người 10 ý. Cho nên là mình quan trọng là mình đúng được rồi. Còn quý vị ơi, bây giờ dì nói thiệt với anh Thận, nếu không tin chú Quang ngồi đây nó phá cửa, dì sẽ vô nhà thử coi nó dám với dì không. Mà nhưng dì không muốn làm ra sùm này nọ. Dạ. Chứ anh Thận vô quay dì đi về nhà đó, bây giờ nó phá cửa dì đập cửa đó. Chuyện gì? Dì đập cửa dì vô đó mà dám không mở cửa không? Mà nhưng dì không muốn. Bây giờ mình đã ra tòa rồi, mình làm tùm lum mất công. Dì cho con mượn lại cái giấy gì? Thận sẽ cho quý vị xem lại cái chuyến đi này. Có mộc có đồ đầy đủ hết trơn luôn. Cho nên là dì mới vừa nói cũng có một số khán giả bình luận tiêu cực nha. Đó, không có giả được nha. Giấy tờ của tòa án nè. Là mộc có của mộc tòa luôn. Án nè. Đó. Để hơi xa xa quý vị thông cảm, là để gần quá thì YouTube không có cho phép. Đó. Không phải là chuyện chơi được, không có thể nào nói đùa được. Chuyện này là chuyện liên quan tới pháp luật, không có nói giỡn được nha bà con cô bác mình. Cho nên là vì với chú là Thận quay là không quay tới cùng như vậy đó. Không có đùa có mộc nè, đàng hoàng hết. Như là chuyến đi lần này là tòa án lấy thêm thông tin gì với chú, rồi xét đi xét lại cho kỹ. Tại vì tòa án người ta làm việc có cái sự chính xác rất là cao. Đã xét xử rồi thì mọi người phải tâm phục khẩu phục. Cho nên là phải lấy thông tin của dì với chú cho rất là chính xác. Đó thì đương nhiên thì cũng phải có thời gian nữa quý vị. Nhiều khi nói dì với chú đi về đây hoài vậy cũng tội nghiệp dì với chú. Nó mỗi lần đi vậy là phải có giấy nè, giấy chú nằm bệnh nè, gì đâu có nói tầm bậy đâu nè. 115 nó có đóng mộc đàng hoàng, giấy nằm viện không có giỡn được quý vị. Nó giấy nằm Vĩnh Long đây 5 lần bệnh viện, giấy bệnh viện Tân Phú đàng hoàng nó nè, giấy tờ gì có giấy là nhiều YouTube web đầy đủ hết trơn chứ gì đâu có dựng tầm bậy tầm bạ đâu. Rồi, bây giờ vậy nè, vậy đây lên trên tòa là khoảng bao lâu vậy? Chút hả? Xíu à. Được. Ngã ba đó, từ trên có ngã ba. Vậy là khoảng chừng mấy trăm mét hả? Qua cái dòng xây lên chắc khoảng chừng 200 mét. Đúng rồi. Từ đây quý vị, từ đây lên trên đó là tên tòa, chỗ tòa án là khoảng 200 mét nè. Cho nên là Thận chọn cái vị trí này là để quay phim á, có nghĩa là mình cho phải phép. Còn ngay đây là cái quán phở của bà con, cũng như là cũng ở xóm của dì quê ở chú xóm. Quang luôn. Quán này người ta thấy dì tội nghiệp ta tử tế lắm, người ta được lắm. Là quán này là cũng của cô chủ đất hồi xưa là bán đất cho dì quê chú Quang luôn đúng không? Rồi bây giờ là chắc là mình sẽ ngày mai mình về ha. Mai chị về chứ giờ về không kịp đâu. Rồi vậy thì cũng nắng quá, sáng chú về sớm. Chú Quang đi nắng không nổi. Giữ gìn sức khỏe cho dì chú ha. Rồi chị thì cũng cố gắng lên ha, có duyên em vô nhà nữa nha. Cảm ơn Thịnh An. Rồi quý vị khán giả thân mến, trước khi khép video lại một lần nữa, Thịnh xin gửi lời chân thành cảm ơn là chị Tho ở Châu Đốc với lại anh Tài ở quận 9 gửi tiền để ủng hộ cho dì của chú là có cái chuyến đi này để có tiền đổ xăng, có chỗ nghỉ ngơi đó quý vị. Tiếp theo là Thịnh cũng có dùng bao gạo để giúp đỡ cho chị thì. Chắc có lẽ là dự định đó là thứ hai với thứ ba, là bữa nay là ngày thứ hai mà theo dì báo vậy đó, là tòa báo vậy luôn rồi không cần ngày thứ ba đúng không dì? Đúng ra là ngày thứ ba nữa mà như thấy chú mệt nổi quá rồi tòa nó thôi để con tòa như là cô tòa đó nói để làm luôn cho chú về cho chú khỏe, chứ đợi thêm một ngày nữa là chú ở lợi tốn tiền này nọ đồ tốn kém dữ lắm. Dạ. Thôi để làm luôn.
chứ đúng ra là còn ngày mai nữa đó. Dạ rồi, dạ rồi. Vậy rồi, vậy rồi, vậy thì chắc là con sẽ quay về luôn, con đợi dì với chú. Dì cũng ha. Cảm ơn Thuận nhiều, đổ đường xuống giúp đỡ cho dì cảm ơn Thuận nhiều lắm. Dạ. À, với dì đó dì cảm ơn nhiều. Chứ cũng nhờ Thuận là giúp đỡ cho dì với cộng đồng mạng giúp dì rất cảm ơn nhiều. Chứ không có thằng Thuận chứ không có cộng đồng mạng giờ này dì với chú biết sao nổi. Rồi vậy thì hữu duyên gặp lại dì chú ở trên kia ha, đi chạy xe cẩn thận gì ha. Mà ai là người làm tài xế vậy? Dì. Dì chờ thời gian ha, có duyên rồi con tới với bà con mình ha. Rồi chị cũng vậy nha, em chào chị nha. Rồi em về luôn chị Thì ha. Cố gắng lên ha, có duyên em luôn thăm nhà cho nha. Rồi dì chú mình chào luôn đi. Dì cảm ơn. Rồi thân xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý vị trong clip tiếp theo.